Xin chào các khán giả của kênh YouTube Tết Trần TV. Đây là buổi tập sáng ngày hôm nay, ngày 10 tháng 5 của đội tuyển nữ Việt Nam. Đây là buổi tập mà chỉ sau khoảng mười mấy giờ đồng hồ sau trận thua trước Philippines với tỷ số 1-2 ngày hôm qua. Ngày hôm qua thì đội tuyển nữ Việt Nam đã không thể giành chiến thắng. Tuy nhiên thì điều quan trọng nhất đó là chúng ta vẫn giành được vé vào vòng bán kết. Và đó mới là điều cần được quan tâm nhất. Vì dù sao Philippines vẫn là một đối thủ mạnh. Và đội tuyển nữ Việt Nam của chúng ta đã thua, nhưng chỉ thua với tỷ số sít sao 1-2. Ngày hôm nay thì đội tuyển nữ Việt Nam có buổi tập lúc 9 giờ sáng. Buổi tập này thì các cầu thủ đá chính và thi đấu nhiều ở trận đấu ngày hôm qua chỉ tập nhẹ và căng cơ và chạy bộ. Còn các cầu thủ thi đấu nhiều, các cầu thủ thi đấu ít và không vào sân ở trận đấu ngày hôm qua thì mới tập như bình thường. Theo sự ghi nhận của mình thì các cầu thủ nữ Việt Nam vẫn có tinh thần rất thoải mái, vui vẻ và lạc quan. Bởi như mình đã đề cập thì dù chúng ta thua nhưng điều quan trọng nhất vẫn là tấm vé vào bán kết. Đôi khi đó mới là điều quan trọng nhất chứ không phải là một trận thắng ở vòng bảng. Và đây cũng là một khoảnh khắc mà khá thú vị trong phần đầu của buổi tập đội tuyển nữ Việt Nam ngày hôm nay, khi mà cầu thủ Tuyết Dung đưa lon nước cho các đồng đội. Và Tuyết Dung có chia sẻ như các bạn có thể nghe được, đó là em chỉ đưa cho mỗi người uống một ngụm, và em chỉ đưa cho Như uống một ngụm để Như uống cho tỉnh người thôi, nhưng em cứ thấy Như uống mãi thôi. Các cầu thủ nữ của Việt Nam thì luôn luôn đoàn kết và gắn kết như vậy, bằng cách là họ thường trêu ghẹo nhau như những người chị em, như những người thân trong gia đình. Đó là tinh thần vui vẻ và thoải mái trong buổi tập ngày hôm nay của đội tuyển nữ Việt Nam. Và với tinh thần này thì mình tin chắc là đội tuyển nữ Việt Nam sẽ có thể giành huy chương vàng ở kỳ SEA Games năm nay, dù cho chúng ta sẽ phải đối mặt với những đối thủ khá khó nhằn. Đây là phần đầu tiên, các bạn có thể thấy Thanh Nhã với những nụ cười rất tươi. Và thậm chí đây là cũng là một phần khá thú vị khi đội tuyển nữ Việt Nam của chúng ta cảm thấy thích thú và thậm chí còn vẫy chào cả chiếc máy bay trực thăng mà bay ngang qua của sân tập trong lúc đội đang tập luyện. Đây là một tinh thần rất đáng khen, và nếu duy trì được tinh thần lạc quan này thì điều đó sẽ giúp cho các cầu thủ có thể thi đấu tốt hơn và có thể nhập cuộc với những tâm lý tốt. Tuy nhiên, theo sự ghi nhận của mình thì hôm nay huấn luyện viên Mai Đức Chung vẫn cho thấy là ông chưa thực sự hài lòng với bàn thể hiện của đội tuyển nữ Việt Nam trong trận đấu ngày hôm qua. Đó là lý do mà như bạn có thể thấy là huấn luyện viên Mai Đức Chung đang căn dặn, đang góp ý, đang rút kinh nghiệm cho các cầu thủ nữ Việt Nam một cách khá quyết liệt. Chúng ta không thể nghe thấy huấn luyện viên Mai Đức Chung đã nói gì một cách cụ thể, bởi ở phần này thì ban huấn luyện đội tuyển nữ Việt Nam có yêu cầu là các phóng viên phải giữ khoảng cách để những chỉ đạo về mặt theo mình đoán là chiến thuật về lối chơi của đội tuyển nữ Việt Nam không bị lộ ra ngoài. Và theo mình thì đây cũng là một việc làm rất hợp lý mà thôi. Và theo sự ghi nhận của mình thì phần này, phần nói chuyện, phần căn dặn rút kinh nghiệm của huấn luyện viên Mai Đức Chung ở đầu buổi tập kéo dài lên tới khoảng hơn 20 phút. Tức là ông Mai Đức Chung đã dành ra hơn 20 phút để nhìn lại và để rút kinh nghiệm những điều mà đội tuyển nữ Việt Nam đã làm tốt và đã làm chưa tốt ở trận đấu với Philippines ngày hôm qua. Chúng ta có thể thấy là huấn luyện viên Mai Đức Chung vẫn rất tận tâm, tận tình và nhiệt huyết khi ông sẵn sàng nói chuyện với các cầu thủ của mình. Còn đây, như mình đã đề cập thì đây là nhóm cầu thủ đã đá chính và thi đấu nhiều trận đấu ngày hôm qua. Họ chỉ tập nhẹ thôi, tập chạy bộ vài vòng và sau đó là căng cơ, giãn cơ như thường lệ thôi. Thì huấn luyện viên Mai Đức Chung vẫn muốn giữ được cái nền tảng thể lực cho các cầu thủ nữ Việt Nam. Ông chỉ muốn cho các cầu thủ này tập nhẹ để
gìn giữ cho họ cái nền tảng thể lực để họ có thể bước vào trận đấu tiếp theo. Bởi trước mắt chúng ta là trận đấu hết sức quan trọng, những trận đấu hết sức quan trọng tại bán kết và thậm chí có thể là chung kết. Vâng, khi mà chúng ta đang có cơ hội giành huy chương vàng rất lớn và đội tuyển nước Việt Nam thì luôn được đánh giá cao, không chỉ ở đấu trường Đông Nam Á mà ở cả châu Á. Khi mà chúng ta, đội tuyển nữ Việt Nam đã giành vé dự World Cup nữ 2023. Ngày hôm nay thì buổi tập của đội tuyển nữ Việt Nam sẽ không có phần phỏng vấn trước trận. Sau khi phần khởi động kết thúc thì theo sự ghi nhận của mình, các cầu thủ ở nhóm đã thi đấu nhiều hoặc đá chính ngày hôm qua thì sẽ tập nhẹ. Còn theo sự ghi nhận của mình thì trong nhóm cầu thủ còn lại, tức là nhóm cầu thủ không thi đấu hoặc dự bị nhưng thi đấu ít ở trận đấu với Philippines ngày hôm qua thì tập luyện với giáo án bình thường. Và mình thấy là họ tập các bài tập như chuyền bóng, phối hợp, di chuyển, tập xử lý bóng. Còn sau đó thì họ sẽ tập những bài liên quan đến dàn xếp tấn công, ví dụ như là chuyền bóng và dứt điểm cầu môn. Trong khi đó thì Huỳnh Như đã tự lấy dụng cụ tập luyện để chơi một trò chơi khá giống bóng bàn kết hợp với đá cầu hoặc cầu mây. Khi mà Huỳnh Như và một cầu thủ khác của đội tuyển nữ Việt Nam đã chơi trò chơi này trong phần còn lại của buổi tập để thư giãn tinh thần và sẵn sàng bước vào các buổi tập khác nặng về chiến thuật, nặng về chuyên môn và chuyên sâu hơn. Và đây cũng là những hình ảnh cuối cùng trong buổi tập sáng nay. Buổi tập kéo dài từ lúc 9 giờ sáng cho đến khoảng gần 10 giờ 30 sáng của đội tuyển nữ Việt Nam. Và rất cảm ơn các khán giả của kênh Tất Trần TV đã đồng hành cùng ekip chúng tôi. Và đừng quên bật nút chuông thông báo và cũng như là đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất của chúng tôi. Cảm ơn tất cả mọi người và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.